kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xtr 2010 nâng cấp cho nó với cái sắc vàng đi cùng với dàn chân đẹp ướt át. Các chiếc Xtr 2010 cho đến thời điểm hiện tại luôn được các biker chơi xe phục dựng mạnh mẽ qua những bản độ. Không những tâm huyết người chủ còn để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Dẫn chứng là các chiếc Xtr phiên bản năm 2010 độ kiện dưới đây. Xem tổng thể ta thấy một cái tông màu vàng cho nó đi cùng với những đơn giản với những đồ họa chỉnh cái style Hy Lạp mang đến cái tên gọi là Triton X. Tay còn tay thắng được thay thế bằng sản phẩm Crazy Boy có đấm chỉnh khoảng cách theo cứ tay của mỗi người. Mặt nạ được trang bị body kit tấp mặt nạ chữ V cực kỳ ngầu. Đồng hồ của Xtr 2010 được gắn như zin. Tuy nhiên đồ họa ở bên trong kích thích người xem bởi có màn hình LCD nhỏ chuyển màu sắc và hiển thị nhiều chức năng hiện đại như nhiệt độ, thời gian vân. Bộ cụm công tắc zin được thay thế bằng công tắc NVX với thiết kế góc cạnh thể thao có thêm công tắc tắt máy nhanh ở cánh phải. Giáo phục zin được phay đại với kiểu mẫu chạy crash Thái Lan. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ, đĩa đồ chơi kết hợp cùng hiệu rubber KTM đi cùng theo dòng phanh đồ Billis cực kỳ đẹp. Việc gắn điều chỉnh phải qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cực kỳ cao. Cái ống xả độ cho độ âm thanh và cảm xúc và quy lực hơn. Trang trưng mỏng manh cái mâm Race Boy 8 cây đậm cái chất thể thao. Cái giảm tốc Race Boy đi cùng với bình dầu rời. Việc chơi mẫu phục này đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho một đội hình. Tay máy đang đổi dáng cùng với những người anh em Xtr khác. Series nâng cấp hoàn hảo hơn bằng có combo hàng đỉnh. Được đổ lại phong cách kiện Thái Lan, cái mẫu xe số hồng Yamaha Series 110 độ kiện với cơ biển lịch sử quý bà có một dân chơi xe ở Việt Nam càng trở nên chất hơn, cuốn hút hơn, giá trị hơn rất nhiều. Cái phần đầu đỏ mới hơn, thay vì nhà nhà đều hướng tới cái đồng hồ Casio điện tử thì người chủ của chiếc Series này đi ngược với thời đại khi bỏ ra khoảng là 1 triệu đồng để order đồng hồ Swatch. Bên cạnh còn có cụm tăng tốc Dono 1GB và cái cụm on off cùng với hiệu. Cái cụm thắng Xin được đổ lại bằng tay CRC tích hợp 6 số tăng đường. Chiến lực súng heo dọc Rainbow Bidis Nikken 2 bit xứng ở bên dưới được bắt hệt chống heo trước thông qua một phát heo được CNC. Chiếc xe được dọn lại phong cách Spark Nano tên rồi CS 110 Thái Lan. Vì vậy muốn có luôn gác rổ trước cần đập máy cũng như bộ tem mô phỏng theo đúng mẫu xe nước bạn. Cận cảnh hơn cái dàn chân ta thấy ngay cái đèn nhôm Excel vàng chữ đỏ. Đèn này rất hiếm ở Việt Nam, khó tìm. Sản phẩm này có mức giá cũng rất cao nhưng bù lại người chơi có trải nghiệm tốt, một sản phẩm rất đẹp, bao cứng và trọng lượng cực kỳ nhẹ với những sản phẩm khác đang có mặt ở trên thị trường. Hệ thống chơi sao được trang bị phục Race Boy bình dầu, cải thiện cái độ chăm sóc cho xe. Ngoài ra kích thước phục lớn mà còn có thêm bình dầu, vì vậy người chủ phải cắt rộng hơn cái dàn áo rất nhiều để không bị cả cấn kẹt phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.